Bộn trong công việc, nhiều khi em mà làm cái gì thì em phải quyết cho làm xong rồi em mới dẹp, chứ không phải là đang làm gì phải dẹp lại gọn gẽ hết mới em mới dẹp, là em phải làm xong công việc hết. Lúc em làm thì em có thể bày ra, nhưng mà khi em làm xong là em phải dọn dẹp sạch sẽ hết. Cái hay của Khoa là có thể ở nhà mấy tháng trời không ra ngoài đường luôn á. Dạ đúng rồi. Hay đó, vậy là không có chân đi, ở nhà giữ nhà làm việc nhà được hết ha. Nhưng mà hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ít rồi anh. Mà phụ nữ ta không thích hút thuốc. Dạ. Bỏ được không? Dạ được. À, nếu có điều kiện bỏ nha. Dạ. Nghề của Khoa là máy vi tính mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì ý là không dạ, phải làm chào chị Hồng Vân. Cưng, không phải dạ. là làm công việc nhà mà làm công việc của Khoa thôi. Dạ đúng rồi. Đó. Chứ Khoa cũng có thể làm việc nhà được nữa mà. Khoa dạ có nhưng rồi. Mà ít, tại cũng như thời gian em vừa làm em vừa kinh doanh online nữa, rồi vừa sửa điện tử, nói chung là thời gian chỉ sáng mở mắt ra là bắt đầu làm tới giờ ăn là đi ăn về thôi. Tranh thủ một tuần có thể là chích ra vài tiếng đồng hồ để em dọn dẹp nhà cửa, còn như là em tập trung công việc hết. Rồi lúc này em cũng tranh thủ học thêm để nâng cao tay nghề, là một tuần em khoảng đi học khoảng 2 buổi đến 3 buổi từ thành Bình Dương em chạy qua thành phố để em học. Dạ. Đây là có em đang ý ở Bình Dương. Tiến đó. Đúng rồi. Qua có mấy mối tình rồi? À, chính thức của em thì 2 mối tình. Mối tình đầu thì kéo dài được 2 năm. À, lúc đó thì cũng như là cũng còn nhỏ tuổi nên chưa nghĩ đến tương lai. Mối tình thứ hai thì của em kéo dài được 4 năm do vì không hợp tuổi nên không thể tiến tới hôn nhân nữa. Khoa là tuổi gì? Dạ em tuổi con heo. Heo là hợp với con gì? Nói chung con gì cũng hợp, trừ ra con cọp thôi chị. Đúng vậy là em kỳ 86. Bên đây kia 8 mấy? Mình là mấy? 83. Mình là tuổi con gì? Tuổi Hợi. Khánh tuổi Hợi. À tuổi Hợi luôn, hai con heo. Hai con heo được. Ừ. Khánh có mấy mối tình rồi? Khánh cũng có vài ba mối tình nhưng mà thực ra nó cũng không kéo dài nhiều, chỉ vài tháng thôi nhưng mà. Dạ, gì vậy? Đó cái vậy không mà cũng không. Rồi, mời bạn rồi, trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quyền Linh ạ. Chào, chào quý vị khán giả. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Khánh và em đến từ Pleiku. Dạ em năm nay 38 tuổi. 38 tuổi, em đang làm nghề gì? Dạ em làm tự do. Làm kinh doanh tự do hả? Dạ. Xin mời nhà trai. Đôi mắt Pleiku ha. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Khoa, sinh năm 1983, Sóc Trăng là nơi em sinh ra. Hiện tại em đang lập nghiệp phương xa, Bình Dương tạm trú là nhà. Em làm nghề nghiệp là mua bán sửa chữa máy vi tính. Khoa, dạ. Quê Sóc Trăng ha. Khánh tự giới thiệu thêm nhiều nữa về mình đi. Điểm yếu, điểm mạnh là cái gì nè? Về điểm yếu. Điểm yếu trước đi là Khánh nấu ăn dở lắm, nhưng mà tùy khẩu vị thôi. Tự như Khánh nấu cho Khánh ăn thì Khánh thấy ngon, nhưng mà những người mà không hợp khẩu vị sẽ nói là không ngon, nhưng mà Khánh nấu đồ ăn là Khánh ít nêm gia vị nhiều. Dạ. Nhưng như vậy là điểm mạnh hay điểm yếu? Đấy là điểm yếu. Rồi điểm yếu rồi gì nữa? À, điểm mạnh của Khánh thì nói chung là cũng là vui vẻ hòa đồng, nhưng Khánh cũng yêu trẻ con, cũng thích ca hát. Năng khiếu ca hát ha. Thích thôi chứ thích còn thôi. Hát dở lắm. Chút hát thử nha, chút xíu dạ. Hát thử ha. Dạ. Xin mời bạn trai. Dạ. Ưu điểm của em là thích học hỏi, kinh doanh và có chí cầu tiến. Có một điểm nữa là em có thể ở nhà làm công việc nhà kinh doanh khoảng 3-4 tháng liền mà không đi ra ngoài. Suốt ngày em chỉ ở nhà, ngoài giờ ăn em đi thôi. Còn nhược điểm của em thì không biết nấu ăn, có hút thuốc, cũng hơi bề bộn trong công việc. Nhiều khi em mà làm cái gì thì em phải quyết cho làm xong rồi em mới dẹp, chứ không phải là đang làm gì phải dẹp lại gọn gẽ hết mới em mới dẹp, là em phải làm xong công việc hết. Lúc em làm thì em có thể bày ra, nhưng mà khi em làm xong là em phải dọn dẹp sạch sẽ hết. Cái hay của Khoa là có thể ở nhà mấy tháng trời không ra ngoài đường luôn á. Dạ đúng rồi. Hay đó, vậy là không có chân đi, ở nhà giữ nhà làm việc nhà được hết ha. Nhưng mà hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ít rồi anh. Mà phụ nữ ta không thích hút thuốc. Dạ. Bỏ được không? Dạ được. À, nếu có điều kiện bỏ nha. Dạ. Nghề của Khoa là máy vi tính mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì ý là không dạ, phải làm chào, chị Hồng chào cưng, không phải dạ. là làm công việc nhà mà làm công việc của Khoa thôi. Dạ đúng rồi. Đó. Chứ Khoa cũng có thể làm việc nhà được nữa mà. Khoa dạ có rồi. Nhưng mà ít, tại cũng như thời gian em vừa làm em vừa kinh doanh online nữa, rồi vừa sửa điện tử, nói chung là thời gian chỉ sáng mở mắt ra là bắt đầu làm tới giờ ăn là đi ăn về thôi. Tranh thủ một tuần có thể là chích ra vài tiếng đồng hồ để em dọn dẹp nhà cửa, còn như là em tập trung công việc hết. Rồi lúc này em cũng tranh thủ học thêm để nâng cao tay nghề, là một tuần em khoảng đi học khoảng 2 buổi đến 3 buổi từ thành Bình Dương em chạy qua thành phố để em học. Dạ. Là có em đang ý ở Bình Dương. Tiến đó. Đúng rồi. Qua có mấy mối tình rồi? À, chính thức của em thì 2 mối tình. Mối tình đầu thì kéo dài được 2 năm. À, lúc đó thì cũng như là cũng còn nhỏ tuổi nên chưa nghĩ đến tương lai. Mối tình thứ hai thì của em kéo dài được 4 năm do vì không hợp tuổi nên không thể tiến tới hôn nhân nữa. Khoa là tuổi gì?
Dạ em tuổi con heo. Heo là hợp với con gì? Nói chung con gì cũng hợp, trừ ra con cọp thôi chị. Vậy là em kỳ 86. Bên đây tám mấy? Mình là mấy? 83. Mình là tuổi con gì? Tuổi Hợi. Khánh tuổi Hợi. À tuổi Hợi luôn. Hai con heo. Hai con heo được. Ừ. Khánh có mấy mối tình rồi? Khánh cũng có vài ba mối tình, nhưng mà thực ra nó cũng không kéo dài nhiều, chỉ vài tháng thôi, nhưng thấy không hợp thì Khánh cũng chia tay. Giống như là khi mà Khánh gặp một ai đấy thì mình cũng tìm hiểu, mình tìm hiểu một thời gian mà thấy không phù hợp thì Khánh không làm mất thời gian của họ. Với cả Khánh là người thích đi cà phê lắm. Bạn bên đấy có thích đi cà phê không? Dạ không em ơi. Anh chỉ suốt ngày làm công việc ở nhà không à, cà phê thì tự pha tự uống ở nhà thôi. À. Nghĩa là ít có đi ra ngoài luôn. Nghiệp không? Suốt ngày trong nhà thế, rồi đó. Thế bạn bên đấy có khi nào bị tự kỷ chưa? Dạ không đâu, tại cũng như nhiều khi em anh làm á là vừa khách ở ngoài vừa khách ở trên mạng, đang tắm mà khách gọi cũng phải tốc hành phải chạy ra nữa chị. Dạ. Rồi bây giờ mình có người yêu rồi sao? Rồi mình dành cái thời gian nào cho người yêu ta? Nếu mà có người yêu thì em sẽ sắp xếp lại chị. Sắp xếp lại hạn chế mình cũng như là nhận đồ ít lại. Rồi thay vì một tuần em đi học 3 buổi thì em sẽ đi học 2 buổi, một buổi em dành cho bạn gái. Nhưng mà cái hồi nãy em nói là đang tắm mà khách gọi cũng chạy ra luôn á. Quấn cái khăn chạy ra luôn. Quấn khăn chạy ra luôn thì nghe điện thoại á anh, cái khách nào hối cũng như mình biết á. Nghe thoại thôi chứ khách ta đứng trước kia quấn khăn chạy ra kỳ lắm nha. Nhưng mà bây giờ khi mà Khoa đã bước chân lên chương trình này là có nghĩa là bây giờ Khoa đã có một cái chủ đích là mình phải có kế hoạch về một cái gia đình rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ừ, cái người bạn gái mà em mong muốn phải như thế nào? Nói chung bạn nữ của em mong muốn là người phụ nữ có gia đình, biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa và đặc biệt là phải hiếu thảo với hai bên. À, đây cô gái Pleiku đây. Em chào anh. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một người gọi là biết quan tâm chia sẻ, biết đặt mình vào vị trí của người khác, nói chung là sống tình cảm. Anh bên đây là tình cảm đó. Dạ. Quan tâm tới người khác luôn đó. Dạ. Điều không có thời gian thôi. Em thì nhiều thời gian lắm. Em nhiều thời gian hả? Nếu em về nhà em có thể chăm sóc ảnh, nấu cơm và ảnh ăn rồi lo cho ảnh được không? À dạ được. À. Nếu anh nuôi được em thì chuyện đó là chuyện nhỏ. Em không thích gì ở đàn ông? Dạ em không thích đàn ông hút thuốc với dụng nhẹt nhiều. Không thích hút thuốc thấy chưa Khoa? Em có thể bỏ được anh. Có thể bỏ được, tốt. Rồi hứa nha. Dạ. Hứa đấy, Khoa bên đây cũng rất là hiền đấy. Để hỏi bạn có ghen không? Có mà ít à em ơi. Mình sợ người ghen lắm. Bây giờ em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Rồi bạn, em cho ý kiến chút chị xíu bạn nào. Hả? Dạ. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chương trình ạ. Và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em là chị bạn của Khánh. Nhìn Khánh vậy thôi chứ Khánh không sống tình cảm. Em thì em thấy em trai bên đây á, sống thì có vẻ một phần hơi khép kín. Nhưng chị tin là con trai miền Tây hiền lành dễ thương. Nếu như có được thì em cho cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Trai miền Tây dễ thương. Thôi, bây giờ Khoa đi với ai? Dạ, em đi với người thân của em là anh họ. Em họ với đi cháu. Rồi, cho đại diện người thân đi. Trước hết em xin chào Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả trường quay. Đối với Khoa thì tính tình thì nói chung là ok đó. Nhưng mà tại vì sống theo cái bản năng tự lập. Còn em thấy chị bên đây thì cũng ok đó. Nhưng mà đã có cái duyên rồi, đã đến đây là có cái duyên. Thì mong hai người cho nhau cái cơ hội đi. Nói chung giờ cũng không còn nhỏ nữa. À, dạ không. Rồi. Đó chưa, trai miền Tây á có sao nói vậy à? Không có rào coi trước đó sao nữa, thôi cứ ấy đi. Rồi mở rào cho hai người gặp mặt. Mình cảm ơn. Mình gửi bạn món quà. Trong nó có một cái lá thư, bạn có thể đọc giùm mình. Mở ra đọc đi Khoa. Dạ. Em chân thành vượt qua hàng trăm cây số đi đến chương trình tìm mảnh ghép còn lại. Nếu thấy quấn vương thì cho nhau cơ hội, ta về một đội được không? Lãng mạn quá đi cô gái Pleiku, lãng mạn quá. Anh xin gửi lại em bài thơ ha. Dạ. Lần đầu ta mới gặp nhau. Dạ. Nhìn em anh đã muốn trao tim này. Dạ vâng. Ông mai bà mối ở đây. Dạ. Mình nên trân trọng từng giây phút này. Wow. Rồi, hơi bị ghê đó nha. Đây thôi thì mình bỏ bông đây, quà cáp đây, xong mình ngồi ghế mình nói chuyện đi cưng. À dạ vâng. Anh nghe em nói là em ở Kon Tum. Mình ở Pleiku. Pleiku. Gia Lai. À, trước giờ chưa có đi đến đó. À, giờ, đi nếu đi có nào dịp thì sẽ đi đến đó chơi một lần cho biết. Thế gia đình Khoa có mấy anh chị em? Nhà anh thì có 3 chị em, 2 chị gái ở dưới quê cũng đã lập gia đình rồi.
còn một mình Khoa là trai Úc. Cái hướng của Khoa là Khoa cũng nói trước cho Khánh nghe là hướng Khoa là lập nghiệp ở trên thành phố này, nên thì sau này thí dụ mà hai đứa có đến với nhau á thì là hai vợ chồng ở chung hoặc là ở nơi nào mà mình phát triển được, chứ không có nhất thiết là phải làm dâu. Nhưng mà cái hướng của Khoa đang là làm ở bên Bình Dương. Khoa có muốn về Pleiku không? Nếu mà trên đó có điều kiện phát triển được thì Khoa vẫn sẽ về. Tại Khoa thì nói chung nghề của Khoa thì ở nơi nào làm cũng được hết. Chỉ có nếu mà mình dời đi nơi khác thì có chút xíu trục trặc về những cái nguồn hàng mình lấy thôi, nhưng mà cũng sẽ sắp xếp được. Thực ra thì khi mà Khánh lên chương trình đây thì là mình cũng lớn tuổi, nếu cho nhau cơ hội thì Khoa khoảng thời gian bao lâu thì cưới được? Chừng nào tình cảm mình đủ lớn thôi, càng sớm càng tốt cũng được. Thì ý là Khánh nói là khi tình cảm đủ lớn ấy, thì như thời gian thì khoảng bao lâu thì cưới được? 6 tháng đến 1 năm. À rồi, ok. Bây giờ mình hẹn hò sau đó Khoa gặp ở đâu gì đó bàn thử thôi. Khánh có thường xuyên vào trong đây không hay là... Khánh thi thoảng thì nếu mà có hẹn hò thì vô cũng hơi xa. Thì 1 tháng Khoa đến gặp em 1 lần được không? Được. Tại cũng như bây giờ công nghệ thì nói chung cũng đầy đủ hết. Có thể là mỗi ngày mình sẽ liên lạc với nhau mỗi ngày. Nhưng mà 1 tháng Khoa sẽ dành ra 1 ngày để lên Khánh không quan trọng là thời gian khoảng bao lâu hay là liên lạc như nào, hay là cứ phải là nhắn tin hay là hỏi thăm nhau hàng ngày, không nhất thiết. Khánh thì không có cái điều đó. Rồi hai bạn tiến tới nắm tay nhau đi nào. Khoa muốn nói gì với Khánh trong giờ phút này? Và Khánh muốn nói gì? Mình hãy rút ruột ra mình nói bằng cả cái tấm chân tình của mình đi nào. Theo Khoa thì tuổi mình thì nói chung cũng quá chững chạc rồi. Đã xác định đến đây thì nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn và cho hai gia đình hai bên được uống vui mừng. Rồi, ok. Rồi, về ghế đi các bạn. Cười. Chúng ta để tay vào nút bấm thôi. Nhìn thẳng về phía trước, hình dung xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút, đừng ngại ngùng gì cả. Nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Được rồi đó. Tôi nghe hai cái cạch cạch tôi đã sao đâu á. Rồi, bây giờ thì Khoa nhìn về màn hình và nói với gia đình của Khánh điều gì đi. Dạ, trước tiên thì cho con xin phép chào hai bác và gia đình bên nhà gái. Hai đứa con đã may mắn được tìm thấy với nhau trong chương trình này. Sau này nếu tìm hiểu được đến với nhau thì con hứa sẽ chăm sóc Khánh và phía bên gia đình được chu đáo hơn. Hay rồi. Quá. Rồi bây giờ có làm cái một cái không thể thiếu được cho một cái kết thúc rất là happy như thế này, đó là đặt nụ hôn vào má của cô ấy. Cho Khoa xin phép nhà gái. Em cho anh xin phép hôn chán đi. Không, hôn má. Hôn chán là ba hôn con đó. Nhẹ nhàng. Hít vô. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi đây là bó hoa tình yêu của Khoa dành cho Khánh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Vâng, em xin phép ạ.
Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Đôi mắt ly cu ơi. Dễ thương quá à.